Xin chào anh em, hôm nay thì gió biển lên kiểm tra xe và đang đi trên tuyến đường Song Hào Vũ Hữu Lợi. Đây là đường Vũ Hữu Lợi mọi người. Thì một cái cây cầu Song Hào Vũ Hữu Lợi vẫn đang tiếp tục xây dựng và tí gió biển sẽ đi qua đó để chia sẻ để mọi người những hình ảnh về đường Song Hào Vũ Hữu Lợi thì tiếp tục được xây dựng những cái cây cầu mới, phát triển kinh tế, hệ thống giao thông hạ tầng một cách tốt hơn. Việc di chuyển từ thành phố xuống các huyện trong một vài năm tới khi mà tuyến đường hoàn thành sẽ nhanh chóng, hiệu quả hơn rất nhiều. Đó thì đây cũng có một số anh em đang chạy những cái chiếc xe VinFast đã phủ xanh trên toàn thành phố Nam Định, một màu xanh tuyệt vời vì một tương lai mới. Khi mà được trải nghiệm trên những chiếc xe điện thì mọi người sẽ thấy được cái sự êm ái và thoải mái. Đây là tuyến đường Vũ Hữu Lợi, rất là nhiều những cây xanh mọi người, đường thoáng và việc đi lại ở đây thì rất là dễ dàng. Sắp tới thì sẽ tới cây cầu Đào Quan. Đó thì mọi người thấy là ở lên thành phố thì từ vừa xong thì gặp mấy chiếc xe Vin rồi mọi người, rất là nhiều những taxi xanh tại đây. Đó, anh em thì đá đen rồi gặp đồng đội. Giáo viên cũng là một người đam mê xe máy ô tô nên là Vin tuyển lái xe là giáo viên đi ứng tuyển ngay để một là mình cảm nhận cái xe điện là sao, đó, cảm giác lái ra sao để mà sau này biết đâu mình lại mua một chiếc xe điện để sử dụng. Bây giờ thì tất nhiên là chưa có điều kiện kinh tế để mua nhưng cũng có cơ hội để trải nghiệm là rất là vui rồi. Và đây thì giáo viên thấy là ở đoạn này thì hình như là mới trải thêm một cái lớp nhựa Afan tại đây cho tuyến đường Vũ Hữu Lợi này nó đẹp hơn. Đó, đây thì phía trước là công trường xây dựng cầu vượt Song Hào Vũ Hữu Lợi đây. Đấy, mọi người thấy là một số xe tải 18C đỗ ở đây. Đó, thì sau này thì ở đây không biết là chắc chắn là có khả năng là cây cầu này sẽ chỗ này sẽ có một cái cây cầu vượt qua cái đường Vũ Hữu Lợi này. Rất tuyệt vời mọi người. Đây là có một số hãng taxi MyLink các thứ đây. Và hiện tại thì Vin đang rất mạnh trên các nền tảng để mà tạo nên một cái hãng taxi màu xanh. Wow, rất là nhiều chiếc xe taxi màu xanh đỗ ở kia. Và đây thì cũng cái việc vận tải hành khách tại Nam Định đã được phát triển rất là nhanh chóng rồi. Lâu lâu thì lên thành phố để mà thư thả thong dong trên những cái con đường thành phố Nam Định, trên chính quê hương của mình thì thấy là nó khá là thú vị. Như ở trên Hà Nội thì anh em sẽ trải nghiệm một cái việc mà nó tắc đường nên là hơi vất vả một chút, nhưng ở trên Nam Định thì cái việc tắc đường có lẽ là xảy ra ít hơn và vẫn còn đi lại được một cách di chuyển tạm được. Dự đoán rằng là trong khoảng sắp tới và tương lai, màu xanh sẽ phủ khắp Hà Nội. Tương lai là sẽ chạy xe điện trong thành phố và không cho xe xăng chạy xe vào thành phố vào trong những năm 2030 đến 2050. Và việc đó thì gió biển nghĩ là sẽ làm được, bởi vì Vin đang có tiềm năng, đang có những cái ưu thế để mà trong thành phố thì mọi người cũng có thể thấy được rằng là khi mà đi vào thành phố xe xăng thì sẽ có cái cảm giác là những cái ngày nóng bức thì anh chị em mà đi xe máy mà dừng đèn đỏ mà tắc đường nữa thì hơi ngột ngạt, rất là ngột ngạt khi mà khí thải ở những cái ống xả của chiếc xe máy tạo ra thì sẽ đôi khi là người nào mà yếu thì có thể là hơi mệt và đôi khi có thể là bị ngộ độc khí thải. Mà chắc chắn rồi, cái việc đó thì sẽ gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và nếu như Hà Nội ứng dụng được toàn diện là xe điện, xe ô tô điện và xe taxi điện vào trong thành phố thì quả là điều tuyệt vời. Nhưng mà cũng có một số cái hệ lụy sẽ xảy ra, đó là chạm sạc ở đâu. Đó, giáo biển sẽ nghĩ rằng là sẽ ứng dụng được 50% thôi, còn toàn diện thì
phải tạo ra một cái hệ thống sạc ở ngoài thành phố mới đủ được. Tại vì ô tô điện là phải có chỗ để và có cây sạc và cái nguồn sạc. Như gió biển đã sạc thì là mỗi lần sạc hết mấy chục kilowatt điện với VF5 và VFE34. Và đây thì là cây cầu đầu quan trên thành phố Nam Định. Đó, cây cầu này thì có lịch sử giá trị rất là lâu đời. Và nói đến cầu đầu quan thì mọi người có thể cảm nhận được đó là một cái nét truyền thống, cái nét đặc trưng của quê hương Nam Định. Đó, thì ở đây thì mọi người thấy được là khi mà nhìn vào thành phố này thì thành phố Nam Định thì không phát triển lắm, nhưng mà cũng gọi là cũng có đầy đủ. Về những cái phía khu vực khách sạn Nam Cường thì mọi người thấy là cũng khá là phát triển. Còn thành phố Nam Định gần như là một thành phố ngủ yên, thành phố cổ. Nhưng hiện tại thì Nam Định đang thức giấc, có thể nói là như vậy. Ở khu vực dưới này thì anh chị em có thể thấy được là chỗ khu vực nhà thờ này rất là nhiều những anh em công an giao thông đã đứng ở đây. Và rẽ vào cái bên phải này thì sẽ vào được, ô tô vào được nhưng không ra được, anh em chú ý nhá. Đó, thì hiện tại thì gió biển đã đi tới con đường sát nhà thờ, chỗ khu vực thành phố Nam Định đây. Và dưới khu vực dưới này thì có một cái quán bánh mì pate rất ngon mọi người nhá. Gió biển đã trải nghiệm vài lần và chia sẻ với mọi người. Cầu đò quan đi xuống rẽ phải quán thứ hai, cực kỳ ngon mọi người ơi. Đây thì trong thành phố Nam Định mọi người thấy được rằng là cảnh phố thị ở quê hương mình thấy cũng khá là sầm uất. Buổi tối thì ở chỗ khu vực này rất là nhiều quán nước này, rất là nhiều quán nước luôn mọi người. Hiện tại thì gió biển đang dừng đèn đỏ rồi. Đó, đang dừng đèn đỏ rồi. Và những cái con đường ở đây thì khá là sầm uất. Đó mọi người, đây là đường Trần Hưng Đạo mọi người nhá. Và ở đây thì có cái khu chợ, đó là khu chợ Rồng. Rất là nhiều những sản phẩm, đấy, những mặt hàng đầy đủ tại đây. Khu vực đây có lẽ là sầm uất nhất của khu vực thành phố Nam Định. Anh em nào được lên đây mua sắm những cái đồ vật trên này sẽ thấy là rất đầy đủ và rất là phát triển. Rất phát triển mọi người ạ. Ở đây thì vạch liền liên tục mọi người, không được lấn làn. Đó thì hôm nay thì gió biển lên tới đây để chia sẻ mọi người. Và tiếp tục tới kia là chỗ sắp tới chỗ sân vận động Thiên Trường rồi. Đấy, trên này thì đông như trên Hà Nội vậy, nhưng mà vẫn di chuyển được mọi người. Và hôm nay thì gió biển chia sẻ đến mọi người một số hình ảnh về quê hương thành phố Nam Định. Nam Định đang thức giấc. Và video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau.